Xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review đấu phá thương khung phần 7 tập 42. Ở cuối tập trước, sau khi hai người sinh cơ ở nhanh chóng trôi đi, Tà Tôn hoàn toàn đã không có động tĩnh. Bất quá loại tình huống này thật cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện, loại này cấp bậc chiến đấu, hai người đều sẽ tiêu hao không còn, thậm chí sinh mệnh lực đều sẽ hao tổn. Vừa vặn xử thế giới đỉnh hai người, như vậy chiến đấu đảo cũng không đến mức làm cho bọn họ như vậy ngã xuống. Ở không có người quấy rầy dưới tình huống, hai người chỉ cần lẳng lặng nằm, thời gian là có thể làm cho bọn họ chậm rãi sống lại, cường đại khôi phục lực là ở bình thường bất quá sự tình. Tuyệt hảo cơ hội. Hỗn độn không gian chung, một đạo âm lãnh thanh âm truyền đẩy ra tới, rồi sau đó chỉ thấy trong bóng tối, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Bỗng nhiên vươn tay tới, bay thẳng đến nằm ngã trên mặt đất Tà Tôn Cố Chúng Sinh hai người bao phủ mà đi. Đương tử vong nguy cơ xuất hiện một cái chớp mắt, Cố Chúng Sinh đột nhiên mở che kín tơ máu hai mắt, mặc dù hắn đã là thần hy mạnh nhất tồn tại, nhưng như cũ sẽ có sơ hở tồn tại. Hắn cùng Tà Tôn không hề cố kỵ một trận chiến, hai người đều là tiêu hao không còn, loại này thời điểm nếu là đối bọn họ tiến hành đánh lén, chưa chắc không có ngã xuống khả năng. Đáng chết. Cố Chúng Sinh thầm mắng một tiếng, không ngờ tới thế nhưng thật sự có người mai phục tại đây, tình huống như vậy đảo vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Cố Chúng Sinh gian nan đứng dậy, đối mặt đột nhiên xuất hiện thân ảnh công kích. Cố Chúng Sinh vận dụng chính mình cuối cùng không nhiều lắm lực lượng thuấn di đến một bên, trong tay còn xách theo giống như đã chết giống nhau Tà Tôn. Các ngươi hai người thật là bướng bỉnh. Người một nhà đánh người một nhà, như thế mới làm ta có cơ hội thừa nước đục thả câu, lấy các ngươi hiện tại trạng thái, cũng sẽ không là đối thủ của ta. Linh hoạt kỳ ảo đã có chút máy móc thanh âm chậm rãi truyền ra, nghe khởi nói chuyện phương thức là có thể cảm giác được thập phần quỷ dị. Cố Chúng Sinh ánh mắt âm trầm, hắn không hiểu được thân ảnh ấy đến từ nơi nào, coi chừng chúng sinh bộ dáng, tựa hồ cũng không có nói dối. Lúc này, một cái màu đen nhà giam từ trên trời giáng xuống, oanh một tiếng, liền đem Cố Chúng Sinh cùng Tà Tôn đều bao phủ vào trong đó. Cố Chúng Sinh xách theo chết ngất quá khứ Tà Tôn, nếu là không có lực lượng đối kháng, trốn tránh cũng đem không hề ý nghĩa. Mất đi, nhà giam ở ngoài thân ảnh lạnh lùng thanh âm truyền ra, không cách nào hình dung cường đại lực lượng hướng tới Cố Chúng Sinh nghiền áp mà đi. Cố Chúng Sinh một ngụm máu tươi phun ra, hai đầu gối càng là vào giờ phút này thật mạnh quỳ xuống trước trên mặt đất, gian nan ngẩng đầu lên che kín tơ máu đôi mắt nhìn phía trước trong bóng đêm thân ảnh. Ngươi là ai? Cố Chúng Sinh gào giống nói, theo lý mà nói, thần hy nội không có khả năng sẽ tồn tại như thế cường đại địch nhân. Nếu có lời nói, hắn cũng không có khả năng sẽ không biết. Tới giết các ngươi nhị vị. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm lần thứ hai vang lên, ở như vậy đi xuống, hắn cùng Tà Tôn nhất định phải bị người này sở mặt sát. Cố Chúng Sinh đã thật lâu không có cảm nhận được như vậy uy hiếp cảm, một loại bách cận tử vong uy hiếp cảm, ở xa linh hoạt kỳ ảo thanh âm mang theo áo đen, vô pháp thấy rõ ràng hắn khuôn mặt. Tiểu Tà, hiện giờ chỉ có một pháp. Xin lỗi. Không có quá nhiều thời gian để lại cho Cố Chúng Sinh suy tư, hắn lập tức làm ra một cái điên cuồng quyết định. Hiện giờ thần hy còn không thể khuyết thiếu với hắn, hắn còn không thể ngã xuống. Cố Chúng Sinh một trường phách về phía Tà Tôn, chỉ thấy Tà Tôn thân thể bay nhanh tiêu tán, rồi sau đó hóa thành một giọt máu, Cố Chúng Sinh không có chút nào do dự một ngụm nuốt đi xuống. Tiếp theo nháy mắt, kinh người khí thế đó là ở Cố Chúng Sinh trên người bùng nổ mở ra, tóc dài phất phới, Cố Chúng Sinh chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn bộ dáng đã xảy ra kinh thiên biến hóa. Một bên là Cố Chúng Sinh tuấn lãng bộ dáng, một nửa kia màu đen độc tố từ cổ thượng lan tràn tới rồi đôi mắt cũng biến thành màu đỏ đen. Cái chán cũng là sinh trưởng ra một cái tiểu sừng. Bán thần nửa ma. Cố Chúng Sinh cắn nuốt Tà Tôn, hai người hòa hợp nhất thể, nhưng Cố Chúng Sinh cũng không có mặt diệt Tà Tôn linh hồn, một khi hủy diệt linh hồn, liền đem không hề tác dụng. Đáng chết, Cố Chúng Sinh, ngươi làm cái gì? Tà Tôn thanh âm ở trong cơ thể điên cuồng gào giống, Cố Chúng Sinh một khác sườn khuôn mặt chính là Tà Tôn chân thân, đó chính là một đầu ma. Ta còn không thể chết được, đột nhiên xuất hiện địch nhân, muốn mặt sát ta chờ, ngươi ta đều là trọng thương chi khu. Nếu không dung hợp vì nhất thể, liền sẽ bị này hoàn toàn mạt sát. Cố Chúng Sinh quát lên, bởi vì lúc này Tà Tôn ở điên cuồng cùng Cố Chúng Sinh tranh đoạt thân thể khống chế quyền. Một bên là Tà Tôn, một bên là Tôn Thượng, một viên trên đầu hai khuôn mặt, giờ phút này Cố Chúng Sinh thoạt nhìn như là quái vật giống nhau. Cố Chúng Sinh không thể không như thế đi làm, bởi vì thực lực tiêu hao không còn hai người, mạt sát chỉ là trong khoảnh khắc sự tình, cho nên hắn cần thiết lập tức làm ra quyết đoán. Dung hợp một cái chớp mắt, một cổ chưa bao giờ từng có cường đại từ Cố Chúng Sinh trên người lan tràn mở ra. Cái này làm cho Cố Chúng Sinh cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Phối hợp ta, trước đánh chết người này, tạm thời dung hợp mà thôi, giải quyết lúc sau liền nhưng chia lìa. Cố Chúng Sinh lập tức nói, nếu là Tà Tôn tiếp tục phản kháng đi xuống, kết quả cũng đem giống nhau. Phối hợp ngươi, đem thân thể giao cho lão tử, ta tới giết hắn. Tà Tôn nhưng không vui, hắn chỉ có thể làm một cái người đứng xem, chưa bao giờ như thế nghẹn khuất quá, Tà Tôn tự nhiên không làm. Liền ở Cố Chúng Sinh cùng Tà Tôn còn ở tranh đoạt thân thể quyền khống chế thời điểm, công kích lần thứ hai đánh úp lại, oanh một tiếng. Một cổ cường hãn lực lượng trực tiếp đánh trúng, cũng may là Cố Chúng Sinh khống chế chính mình một nửa kia thân thể ngăn cản mà xuống.
Ta cảm giác ngươi ở gạt ta, căn bản không có biện pháp chia lìa đúng hay không? Tà Tôn phát ra gào giống. Ở xa người áo đen công kích lần thứ hai đánh úp lại, bao phủ bọn họ màu đen lồng sắt bắt đầu bay nhanh co rút lại, tựa muốn trực tiếp đưa bọn họ nghiền nát. Cô chúng sinh thấy thế không có tiếp tục nhiều lời, Tà Tôn đột nhiên an tĩnh xuống dưới, cô chúng sinh mạnh mẽ khống chế thân thể. Cô chúng sinh, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, ta không cam lòng. Tà Tôn phát hiện chính mình căn bản không có chủ đạo quyền, cô chúng sinh hoàn toàn có thể dễ dàng khống chế thân thể. Rốt cuộc này vốn chính là cô chúng sinh thân thể, chẳng qua dung hợp Tà Tôn lực lượng mà thôi. Hoàn toàn khống chế thân thể cô chúng sinh, giờ phút này cũng có được Tà Tôn lực lượng, đương hai người lực lượng dung hợp ở bên nhau thời điểm, cô chúng sinh trong mắt bắn ra ánh sao. Vì sao? Đây là vì sao? Cô chúng sinh lẩm bẩm. Rồi sau đó cô chúng sinh đột nhiên ngẩng đầu lên, khí thế oanh bùng nổ mở ra, bằng vào này cổ khí thế trực tiếp đem co rút lại màu đen nhà giam cấp sinh sôi chấn vỡ. Cô chúng sinh luôn luôn bình tĩnh, ánh mắt tại đây một khắc lại là tràn ngập điên cuồng cùng không thể tưởng tượng. Vì sao sẽ như thế hoàn mỹ? Rõ ràng là hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng, vì sao có thể như thế hoàn mỹ kết hợp? Cô chúng sinh bộc phát ra từng đạo cảm thán thanh, hắn giờ phút này cảm thán chính là cùng Tà Tôn lực lượng xuất hiện không thể tưởng tượng hoàn mỹ dung hợp. Cô chúng sinh vẫn luôn đang tìm cầu đột phá, nhưng hắn đã sớm tới rồi thực lực cảnh giới gông cùm xiềng xích, chỉ có lúc này, cô chúng sinh lại một lần cảm giác được tăng lên. Rồi sau đó cô chúng sinh thân hình nháy mắt lóe mà ra, bỗng nhiên hướng tới người áo đen công kích mà đi. Người áo đen nhìn thấy bạo lực mà đến cô chúng sinh, hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì, thân hình hóa thành khói đen trực tiếp biến mất ở này phiến không gian bên trong. Cũng không có như tưởng tượng như vậy, hai người bùng nổ kịch liệt chiến đấu, người áo đen nhìn thấy tình huống có biến, tựa hồ trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Người áo đen rời đi, chỉ để lại cô chúng sinh một người tại đây không gian bên trong, tuy rằng dung hợp Tà Tôn sau lực lượng khôi phục một chút, bất quá như cũ có chút miễn cưỡng. Truy, vì sao không đuổi theo hắn? Tà Tôn ở cố chúng sinh trong cơ thể phẫn nộ không thôi, nhưng chính mình lại không có thân thể khống chế quyền, chỉ có thể làm tức giận hỏa. Đuổi không kịp, hắn đã sớm chuẩn bị đường lui, tuy rằng dung hợp, nhưng người ta lực lượng vẫn là có chút miễn cưỡng. Cố chúng sinh lắc lắc đầu, khi nói chuyện đó là ngồi xếp bằng xuống dưới. Hành hành, vậy ngươi nắm chặt đem ta tách ra tới. Tà Tôn không lời gì để nói, chỉ có thể là bất đắc dĩ nói. Ngươi đừng có gấp, đãi ta ngẫm lại biện pháp, cô chúng sinh bình đạm trả lời nói. Cô chúng sinh, ngươi không phải là tưởng nói cho ta, căn bản liền phân không khai đi. Tà Tôn nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền ra. Ngươi đừng có gấp, ta này không phải suy nghĩ biện pháp sao? Cô chúng sinh không chút hoang mang trả lời. Ta muốn giết ngươi cô chúng sinh, ngươi dựa vào cái gì làm như vậy, lão tử như không có đồng ý, xem lão tử này liền đoạt xá ngươi. Tà Tôn quá hiểu biết cố chúng sinh, nghe cố chúng sinh như vậy vừa nói nháy mắt liền minh bạch, dung hợp dễ dàng, tách ra đã có thể khó khăn. Ngươi cảm nhận được không có, chúng ta hai người dung hợp nhất thể sau, trong cơ thể lưu chuyển cổ lực lượng này thế nhưng như thế hoàn mỹ. Đối với phẫn nộ Tà Tôn, cố chúng sinh càng thêm bình đạm trả lời làm Tà Tôn càng là cảm thấy vô cùng hỏng mất, trong lòng giờ phút này vô cùng muốn đem cố chúng sinh bầm thây vạn đoạn. Thì tính sao? Giờ phút này Tà Tôn tự nhiên vô pháp bình tĩnh, mặc cho hắn ở cố chúng sinh trong cơ thể điên cuồng giống giận, mà cố chúng sinh trước sau sắc mặt bình đạm. Ngươi đến tột cùng làm cái gì? Vì cái gì ta vô pháp đoạt xá? Cố chúng sinh. Rít gào thanh âm cũng vang vọng ở Tiêu Viêm bên tai, hình ảnh dần dần tiêu tán, ánh mắt từ cố chúng sinh trong cơ thể rút ra. Xuyên qua hắc ám, hình ảnh lần thứ hai hơi hơi cứng lại, Tiêu Viêm thấy được cái kia công kích Tà Tôn cùng tôn thượng người áo đen. Người áo đen đưa lưng về phía Tiêu Viêm, chậm rãi đem đỉnh đầu mũ xốc lên. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng tụ qua đi, gắt gao nhìn chằm chằm, cũng muốn nhìn xem này người áo đen đến tột cùng là ai. Xốc lên màu đen trường mũ người áo đen, đưa lưng về phía Tiêu Viêm, chậm rãi nghiêng đi khuôn mặt, này ánh mắt phảng phất cùng Tiêu Viêm đối diện ở cùng nhau. Tuy rằng gần chỉ là sườn mặt, nhưng Tiêu Viêm liếc mắt một cái liền nhận ra người áo đen thân phận. Tiêu Viêm trong mắt sậu xúc, rồi sau đó đột nhiên trở về tới rồi thân thể của mình giữa, mở hai mắt, cũng là khó có thể tin biểu tình. Này người áo đen, chính là cố chúng sinh. Tiêu Viêm ý thức về tới tử thần hư linh tháp giữa, hai mắt bên trong lộ ra kinh hãi chi sắc. Nếu tinh tế nghĩ đến, hai cái đứng ở thần hy đỉnh nam nhân, sao có thể sẽ có địch nhân là này đối thủ? Trạm lão nhìn Tiêu Viêm khiếp sợ biểu tình lộ ra mỉm cười. Hiện tại, ngươi đã hiểu sao? Trạm lão lẩm bẩm nói, Tiêu Viêm còn có chút dại ra, này thế nhưng là tôn thượng chính mình cố ý an bài cho khôi hài. Mà mục đích cũng rất đơn giản, chính là muốn mượn cơ hội này cắn nuốt Tà Tôn, do đó đi xác minh hắn ý tưởng. Tiêu Viêm mắt lộ ra suy tư. Sau một lát mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Trạm lão, chậm rãi mở miệng nói, cho nên ta xuất hiện chân chính mục đích chính là vì dung hợp sao? Tà Tôn nói không tồi, thần hy chiếu như vậy đi xuống căn bản không có hy vọng, tại đây sự kiện thượng. Cố chúng sinh cũng là đối Tà Tôn lòng mang áy náy, rốt cuộc hắn cùng Tà Tôn hai người là bạn bè thân thiết. Nhưng vì thần hy, cố chúng sinh tại đây sự kiện thượng được ăn cả ngã về không, chính là vì tìm kiếm đột phá.
mà kết quả xác minh cố chúng sinh phỏng đoán, muốn càng tiến thêm một bước cường đại, dung hợp hai người lực lượng là duy nhất cơ hội. Bất quá Tà Tôn ý chí quá mức cường đại, vô pháp làm được chân chính hoàn mỹ. Thế cho nên lực lượng vẫn là vô pháp làm được tuyệt đối cường đại, lực lượng như vậy chỉ có thể làm một cái ý chí có được. Cho nên, cố chúng sinh lại ở cái này cơ sở thượng làm ra càng thêm trọng đại quyết định, đó chính là từ bỏ chính mình có được hết thảy, chỉ có tử vong mới có thể tiêu diệt Tà Tôn ý chí. Cùng với hắn ý chí, chỉnh hợp lực lượng, mới có thể tìm được duy nhất cứu vớt thần hy vọng. Trạm lão thanh âm ở Tiêu Viêm bên tai vang vọng, từng câu từng chữ làm Tiêu Viêm cũng là rốt cuộc minh bạch Tôn Thượng dụng ý. Nguyên lai cường như Tôn Thượng cùng Tà Tôn, cũng như cũ không thỏa mãn thực lực của chính mình sao? Tiêu Viêm lẩm bẩm nói. Đều không phải là không thỏa mãn, mà là không đủ cường đại, gặp phải địch nhân sẽ càng cường đại hơn, muốn cho thần hy có được hy vọng, trọng tố thời gian chi hả? Liền yêu cầu tuyệt đối lực lượng cường đại mới được, Tôn Thượng tìm được rồi cổ lực lượng này, nhưng hắn cùng Tà Tôn ý chí lại không cách nào chân chính khống chế cổ lực lượng này. Cho nên, mới có ngươi. Trạm lão từng câu từng chữ, giống như sấm đánh giống nhau dừng ở Tiêu Viêm tâm thần thượng. Này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm rốt cuộc minh bạch Tôn Thượng an bài hết thảy ý nghĩa nơi, đây là Tiêu Viêm muốn đáp án. Nhưng thần hy gặp phải xâm lấn còn có vạn năm không đến thời gian, cứ việc ta nỗ lực tu luyện, nhưng hôm nay thực lực thậm chí liền thất tinh đấu thần đều còn chưa đạt tới. Bất hủ chi cảnh càng là xa xa không hạnh, ta vô pháp bảo đảm ở đại chiến tiến đến phía trước có được như vậy tuyệt đối lực lượng cường đại chống lại. Tiêu Viêm bất đắc dĩ nói, ở dài dòng 5 tháng bên trong, chống đỡ Tiêu Viêm đi tới tín niệm chính là chính mình người nhà cùng đồng bọn. Hiện giờ Tiêu Viêm minh bạch, chính mình tồn tại ý nghĩa trọng đại, gánh vác toàn bộ thần hy diệt vong cùng không vận mệnh. Nhưng lúc này Tiêu Viêm lại phi thường rõ ràng, lấy hắn hiện tại thực lực căn bản không làm nên chuyện gì. Không đến vạn năm thời gian, mặc dù Tiêu Viêm có thể đạt tới bất hủ, chỉ sợ khoảng cách Tôn Thượng chờ mong còn xa xôi thực. Đối mặt cường đại mới vừa rồi có thể cảm giác đến chính mình hiện tại là cỡ nào nhỏ yếu. Sự tình thực không xong, nhưng còn không có ngươi tưởng tượng như vậy không xong, lần này nói cho ngươi cũng không phải dục tốc bất đạt, mà là làm ngươi minh bạch Tôn Thượng vì sao phải chuyển thế nguyên nhân, hiện tại ngươi không cần tự hỏi quá nhiều, tiếp tục đi phía trước đi là được. Trạm lão trả lời Tiêu Viêm, hắn biết được Tiêu Viêm theo thời gian trôi qua, áp lực càng lúc càng lớn, bởi vậy Trạm lão yêu cầu đứng ra vì Tiêu Viêm nói rõ con đường phía trước. Tiêu Viêm tĩnh hạ tâm tới, khẽ gật đầu, từ một cái nho nhỏ đấu giả đi đến hôm nay, tâm cảnh thượng đã vững như Thái Sơn. Cũng không sẽ bởi vì áp lực mà nóng nảy, ngược lại là làm Tiêu Viêm đối với con đường phía trước càng thêm rõ ràng cùng sáng tỏ. Nguyên thần phân thân vẫn luôn đều phải phong ấn ở Tử Thần Hư Linh Tháp bên trong sao? Tiêu Viêm hỏi. Nguyên thần phân thân thân thể đã đạt bất hủ chi cảnh, thiên nhân phủ nhất định sẽ đối này chèn ép, đương nhiên cũng đều không phải là không thể vận dụng. Bảo đảm thời gian khống chế ở một nén nhang trong vòng, nếu ở đối mặt thiên nhân phủ khi nhất định phải bảo đảm đánh chết, không cần tiết lộ hành tung tin tức. Trạm lão nghiêm túc nói. Tiêu Viêm nghe vậy gật gật đầu, ít nhất biết được nguyên thần phân thân nơi, nhưng thật ra trong nháy mắt làm Tiêu Viêm tân an nên rất nhiều. Lấy nguyên thần phân thân cường đại thực lực, cơ hồ có thể giải quyết rớt hiện tại sở gặp được bất luận cái gì địch nhân. Một nén nhang thời gian, hoàn toàn cũng đủ. Ngươi khối này nguyên thần phân thân nếu không phải tuyệt cảnh hoặc là phi thường tất yếu dưới tình huống, tận khả năng ít đi vận dụng hắn. Trừ bỏ tránh cho thiên nhân phủ chèn ép ở ngoài, có chút chiến đấu dựa tự thân lực lượng đi giải quyết mới là lựa chọn tốt nhất. Trạm lão nói, vô luận là đấu giả vẫn là cho tới bây giờ đấu thần, muốn có được càng cường đại thực lực, như vậy nhất định phải trải qua chiến đấu lễ rửa tội. Tiêu Viêm gật gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch Trạm lão lời nói, quá mức cường đại phân thân ngược lại sẽ làm Tiêu Viêm có một loại ỷ lại tính. Theo trước mắt bản tôn thực lực tiến thêm một bước tăng lên, đảo cũng không cần ỷ lại phân thân. Theo sau Tiêu Viêm đó là đối với Trạm lão cung kính ôm quyền chắp tay, hắn ở Tử Thần Hư Linh Tháp trung đã đãi có một ít thời gian. Vốn định tiến vào Tử Thần Hư Linh Tháp trung thu hoạch một quyển đấu kỹ liền tiếp tục tu luyện. Không nghĩ tới lần này tiến vào Tử Thần Hư Linh Tháp trung lại bỗng nhiên được đến Tiêu Viêm nghi hoặc hồi lâu đáp án. Rời đi Tử Thần Hư Linh Tháp sau, Tiêu Viêm đi tới bong tàu thượng, xác nhận không có sự tình phát sinh, Tiêu Viêm lại về tới khoang thuyền bên trong. Lấy ra nguyên tinh, ngồi xếp bằng xuống dưới Tiêu Viêm lòng bàn tay bên trong, thình lình xuất hiện một quả 9 màu nguyên tinh cùng tam cái 8 màu nguyên tinh. Rốt cuộc thời gian cấp bách, đánh chết rớt hoang cổ hung thú hữu hạn, cuối cùng chỉ có thể có điều thu hoạch, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng Tiêu Viêm cũng đã phi thường thỏa mãn. Tiêu Viêm trực tiếp đồng thời kích phát rồi tam cái 8 màu nguyên tinh, phía trước Tiêu Viêm đó là phát hiện, nguyên tinh có thể trồng lên, liên tục thời gian cũng sẽ nhân kích phát số lượng nhiều ít mà gia tăng. Bàng bạc nguyên khí lập tức đem Tiêu Viêm bao vây lại, mãnh liệt cuồn cuộn nguyên khí điên cuồng dũng mãnh vào Tiêu Viêm trong cơ thể, đồng thời, từng viên lộng lẫy sao trời chợt ngưng tụ mà ra. Đến nỗi những cái đó tràn ra nguyên khí, còn lại là đại lượng bị Thập Tuyệt Yêu Viêm cấp hấp thu, đền bù sung túc nguyên khí sau. Thập Tuyệt Yêu Viêm cũng mới có thể ở trong chiến đấu cho Tiêu Viêm nguyên khí nội tình thêm vào. Từng viên nguyên khí sao trời không ngừng ngưng tụ mà ra, Tiêu Viêm nguyên khí sao trời hải ở nguyên tinh bàng bạc nguyên khí cung cấp hạ, đâu vào đấy gia tăng. Lúc này đây tu luyện, Tiêu Viêm cố tình chậm lại rất nhiều, ở thời gian sung túc dưới tình huống.
Thong thả tăng lên mang đến phụ tải vẫn là muốn tiểu thượng rất nhiều, tăng lên nguyên khí sao trời cũng tự nhiên muốn nhiều một ít. Lúc này Không Sợ Hào đã ở Nam Lăng hư vô trung chạy 10 năm thời gian, phía sau từ nguyên bản 2 con phi thuyền biến thành 4 con. Bởi vì Không Sợ Hào trước sau vẫn duy trì tối cao tốc độ đi tới, thế cho nên phía sau Thích Loại phi thuyền cũng chỉ có thể là gắt gao đi theo. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, cùng Không Sợ Hào kéo ra một ít khoảng cách. Nhanh chóng độ thượng, Đinh Duyệt sử dụng Cổ Minh Hà khoa kỹ làm ra Không Sợ Hào vẫn là muốn mau thượng một ít. Thời gian nhoáng lên lại đi qua 5 năm lâu, luôn luôn vững vàng Không Sợ Hào bỗng nhiên truyền đến một trận kịch liệt sốc này, toàn bộ phi thuyền tựa hồ đụng phải thứ gì, tốc độ lập tức chậm lại xuống dưới. Chỉ thấy một con thuyền phi thuyền chậm rãi xuất hiện, khiến Không Sợ Hào dừng lại chính là nào đó hàng tốc đại trận, này con phi thuyền bộ dáng cũng cùng mặt sau truy kích giống nhau, đều là Thích Loại phi thuyền. Thích Loại phi thuyền lập tức đến gần rồi Không Sợ Hào, rồi sau đó gần trăm đạo thân ảnh đó là từ này con Thích Loại phi thuyền thượng lực hướng về phía Không Sợ Hào. Ngươi chờ toàn bộ cấp lão tử xếp thành một liệt, chạm hảo. Một đạo vô cùng bá đạo thanh âm vang vọng mở ra, trăm đạo thân ảnh lập tức vây quanh mọi người, Tiêu Nguyệt Ly ngồi xếp bằng, ánh mắt bình đạm nhìn quét này trăm đạo thân ảnh. Ta nãi Thiên Nhân phủ Vương Kinh, phụ mệnh chặn lại ngươi chờ, nếu là thức thời liền ngoan ngoãn nghe ta nói, nếu không, giết chết bất luận tội. Vương Kinh bộ dáng kiệt ngạo khó thuần, tựa hồ tại đây Nam Lăng hư vô bên trong luôn luôn hoành hành ngang ngược quán, hoàn toàn mỗi đem mọi người để vào mắt. Mọi người không nói gì, bất quá lúc này, khoang thuyền nội nhưng thật ra truyền ra một đạo thanh âm. Giống như tới khách nhân. Cùng với thanh âm truyền ra, Tiêu Viêm từ khoang thuyền bên trong chậm rãi đi ra, này trên người khí thế lần thứ hai biến cường. Tam cái tám màu nguyên tinh cùng với một quả chín màu nguyên tinh, hơn nữa cho Tiêu Viêm cũng đủ thời gian hấp thu sau, lúc này đây tu luyện, trực tiếp làm Tiêu Viêm nguyên khí sao trời bạo trướng 400 vạn. Đương nhiên, chín màu nguyên tinh chiếm cứ tuyệt đại bộ phận công lao. Đột phá lục tinh đấu thần hậu kỳ chỉ cần 1.100 vạn, mà hiện tại Tiêu Viêm nguyên khí nội tình từ 900 vạn gia tăng rồi 400 vạn sau. Thình lình đi tới 1.300 vạn. Bởi vậy Tiêu Viêm không chỉ có đột phá tới rồi lục tinh đấu thần hậu kỳ, thậm chí còn nhiều ra 200 vạn nguyên khí nội tình. Đến nỗi lục tinh đấu thần đỉnh, ít nhất yêu cầu 1.600 vạn nguyên khí nội tình, tính lên, Tiêu Viêm tựa hồ khoảng cách lục tinh đấu thần đỉnh cũng đã không xa. Vương Kinh kiệt ngạo khó thuần ánh mắt theo thanh âm nhìn về phía từ khoang thuyền trung chậm rãi đi ra Tiêu Viêm. Nơi nào tới món lòng, chạy nhanh cút cho ta lại đây chạm hảo, ai làm ngươi nói chuyện. Vương Kinh trực tiếp hừ lạnh một tiếng nổi giận nói. Nguyên bản ngồi xếp bằng ở boong tàu thượng Tiêu Nguyệt Ly kia hồng nhạt con ngươi trầm xuống, sắc khí xuất hiện, không có người có thể vũ nhục cha mẹ nàng. Không có bất luận cái gì dấu hiệu, Tiêu Nguyệt Ly lóe lực xuất hiện ở Vương Kinh trước mặt. Nâng lên tay một cái tát liền phiến ở Vương Kinh trên mặt, trực tiếp đánh Vương Kinh liên tục lui về phía sau mấy bước. Vương Kinh xoay đầu tới mới phát hiện, hắn miệng thế nhưng bị Tiêu Nguyệt Ly một cái tát liền cấp phiến oai. Miệng tốt nhất phóng sạch sẽ một ít, nếu bàn về món lòng, các ngươi Thiên Nhân phủ mới là chân chính món lòng. Tiêu Nguyệt Ly thanh âm từ luôn luôn ngoan ngoãn nghịch ngợm biến thành lạnh băng xâm hàn, thả mang theo nùng liệt sát ý. Vương Kinh tức khắc giữa trán gân xanh bạo khởi, hắn cũng không cho rằng chính mình không địch lại, mới vừa rồi chỉ là bị đánh lén mà thôi. Dùng tay đem chính mình cầm mạnh mẽ tiếp sau khi trở về, ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía Tiêu Nguyệt Ly. Xú cô gái, cũng dám đánh lão tử, mọi người cho ta thượng, toàn bộ giết, một cái cũng không lưu. Vương Kinh lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, hơn trăm người ở Vương Kinh ra lệnh một tiếng sau, đều là hướng tới Tiêu Viêm đám người bao vây tiễu trừ lại đây. Tử thần chi liêm hiện lên ở Tiêu Nguyệt Ly mảnh khảnh bàn tay bên trong, nhìn này hơn trăm người trực tiếp đột nhiên vung tay lên chung tử thần chi liêm. Lực lượng cường đại ở Tiêu Nguyệt Ly tử thần chi liêm thượng kích động mở ra. Một đạo viên hình cung hắc quang từ tử thần chi liêm kích động mà ra, hướng tới bốn phía quét ngang mà khai. Từng đạo thanh âm vang vọng mà khai, máu tươi lập tức vẩy đầy toàn bộ Không Sợ Hào. Tiêu Nguyệt Ly nhìn như cực kỳ bình đạm một kích, không cần tốn nhiều sức liền mà sát mấy chục người nhiều. Lập tức sợ tới mức mặt sau những người đó bằng mau tốc độ lùi bước trở về, tránh ở Vương Kinh phía sau. Nơi này trừ bỏ Vương Kinh ở ngoài, những người khác cũng không phải Thiên Nhân phủ, chỉ là Vương Kinh một chúng người theo đuổi mà thôi. Tiêu Nguyệt Ly này kinh người một kích cũng kinh sợ tới rồi Vương Kinh. Vương Kinh nhìn chằm chằm Tiêu Nguyệt Ly, lại không cách nào cảm giác đến Tiêu Nguyệt Ly là cái gì thực lực cường giả. Mới vừa rồi vây công mà đến một chúng, tuy rằng không cường, nhưng cũng đều là đấu thần, một kích dưới toàn bộ bị chảm thành hai đoạn, bất tử cũng là trọng thương, đánh mất năng lực chiến đấu. Muốn biết được, này một kích Tiêu Nguyệt Ly còn khống chế chính mình lực đạo, là lo lắng thương tới rồi Không Sợ Hào. Vương Kinh trong mắt lộ ra kinh hãi chi sắc, hắn rốt cuộc lịch duyệt quá không ít cường giả, tuy rằng không có cùng Tiêu Nguyệt Ly chính diện giao phong. Nhưng xem vừa rồi Tiêu Nguyệt Ly tùy ý một kích liền nháy mắt minh bạch, chính mình chỉ sợ căn bản liền không phải này đối thủ. Đáng chết, như thế nào sẽ như vậy cường, huyết thất cùng khổng lồ hải hai cái hỗn đản, thế nhưng nói dối địch nhân thực lực. Vương Kinh lập tức đó là thầm mắng một tiếng, tuy rằng hắn kiệt ngạo khó thuần, tiền đề hắn là cảm thấy địch nhân căn bản không phải đối thủ dưới tình huống. Thật sự xin lỗi, là chúng ta cản sai người, làm phiền. Chúng ta này liền rời đi. Vương Kinh lập tức ôm quyền chắp tay, không nói hai lời liền bạo lướt trên thân lực trở về Thích Loại phi thuyền thượng.
Bất quá coi như Vương Kinh muốn bằng nhanh tốc độ thoát đi thời điểm, Tiêu Nguyệt Ly thình lình xuất hiện ở hắn thích loại phi thuyền thượng. Tới dễ dàng, muốn đi đã có thể không đơn giản như vậy. Tiêu Nguyệt Ly ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Vương Kinh, cùng lúc đó, Tiêu Viêm kiếm thục cùng với Lôi Cơ đều đi tới cùng Không Sợ Hào kề sát ở bên nhau thích loại phi thuyền thượng. Lúc sau kết quả đó là không cần nhiều lời, Vương Kinh nơi thích loại phi thuyền mọi người toàn bộ bị giết, đương nhiên, cũng bao gồm Vương Kinh ở bên trong. Đến nỗi thích loại phi thuyền cuối cùng còn lại là bị Đinh Duyệt nhận lấy, đêm này phân giải sau đem hữu dụng lưu tại Không Sợ phi thuyền thượng. Vương Kinh thực lực cùng Quan Ngươi tương đương, nhưng muốn biết được, Quan Ngươi khi đó đối mặt Tiêu Nguyệt Ly trạng thái đều không phải là cường thịnh, lại còn có muốn bận tâm đến bảo hộ Tiêu Viêm một chúng. Ở không có nỗi lo về sau dưới tình huống, Vương Kinh không hề ngoài ý muốn chết thảm ở Tiêu Nguyệt Ly tử thần chi liêm thượng. Không Sợ Hào ở hơi tạm dừng sau, phía sau mấy con thích loại phi thuyền đó là truy kích đi lên, tiến thêm một bước kéo gần lại khoảng cách. Bất quá cũng gần chỉ là kéo gần lại một chút khoảng cách, tiếp theo nháy mắt, Không Sợ Hào lần thứ hai tốc độ cao nhất đi tới. Vương Kinh ngã xuống sau, huyết thất cùng khổng lồ hải tự nhiên cảm giác tới rồi, nhưng tựa hồ như vậy kết quả cũng là ở bọn họ đoán trước bên trong. Vương Kinh còn ở thật là một cái phế vật, gần kéo dài như vậy đoạn thời gian đã bị giết. Khổng lồ hải đối với Vương Kinh tử vong cũng không có chút nào tiếc hận, ngược lại là chửi rủa nói. Lại nói tiếp Vương Kinh thực lực hẳn là còn chưa kịp Quan Ngươi, bị giết cũng là tình lý bên trong. Huyết thất ở một bên đạm nhiên nói. Bất quá có một chút có thể xác nhận, bọn họ mục đích địa hẳn là chính là tinh tịch đại giới. Đuổi tới hiện tại sau, cũng xác minh huyết thất ban đầu suy đoán. Bọn họ nếu thật tiến vào tinh tịch đại giới, chúng ta còn muốn tiếp tục truy sao? Huyết thất nhìn khổng lồ hải, nơi này hiển nhiên là từ hắn làm chủ, rốt cuộc cũng là thực lực của hắn mạnh nhất. Nhưng có tinh tịch đại giới xác thực tin tức. Khổng lồ hải hỏi, hắn nhưng thật ra có vẻ cẩn thận một ít, rốt cuộc tinh tịch đại giới ở Nam Lăng hư vô cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Theo ta được biết, tại đây tinh tịch đại giới bên trong phong ấn một ít viễn cổ ma đầu. Thực lực phi thường cường đại, nghe nói có vài vị cửu tinh đấu thần xâm nhập trong đó đều là có đi mà không có về. Huyết thất trả lời nói, nghe vậy khổng lồ hải to mọng khuôn mặt thượng, cho mày ở cùng nhau. Này tinh tịch đại giới nhưng có mặt khác đường ra. Khổng lồ hải vẫn là có chút kiên kỵ, không lớn tưởng tiến vào này tinh tịch đại giới chung, rốt cuộc không cần phải mạo hiểm tiến vào liền cửu tinh đấu thần đều ngã xuống ở trong đó địa phương. Hẳn là không có, này tinh tịch đại giới là một mảnh tàn phá không gian, chỉ có một ổn định cửa ra vào. Huyết thất lắc lắc đầu trả lời khổng lồ hải, tựa hồ hắn đối này đó đều không quá hiểu biết, ngược lại này huyết thất nhưng thật ra giống như cái gì đều biết được một ít. Chúng ta có thể phái người trấn thủ ở tinh tịch đại giới xuất khẩu chỗ, bọn họ tiến vào tinh tịch đại giới sau cũng nhất định sẽ từ trong đó ra tới. Như thế thậm chí có thể lại tăng phái một ít viện thủ, để tránh xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Huyết thất kiến nghị nói, khổng lồ hải nghe vậy gật gật đầu. Thời gian đối với cái này trình tự cường giả tới nói, chỉ sợ là nhất vô dụng đồ vật, thà rằng thời gian dài chờ đợi cũng không nghĩ tùy tiện tiến vào này tinh tịch đại giới bên trong đi mạo hiểm. Cốc đương nhiên, chính yếu nguyên nhân là, Quan Ngươi cùng Triều Ca tử vong, sau lại Vương Kinh cũng bị đánh chết, này vài vị thực lực nghiễm nhiên đã tương đương không yếu. Nhưng như cũ bị này đánh chết, cho nên vô pháp xác định bọn họ chi tiết phía trước, khổng lồ hải vẫn là rất là kiên kỵ. Ở xa Không Sợ Hào tốc độ đã bắt đầu chậm lại xuống dưới, ở Nam Lăng hư vô bên trong xuyên qua mười mấy năm sau. Rốt cuộc đến Lôi Bách cho địa chỉ, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một cái vặn vẹo trùng động. Tiêu thiếu, này trùng động tựa hồ cũng không quá ổn định, xác định muốn đi vào trong đó sao? Không Sợ Hào đi tới trùng động trước mặt, Đinh Duyệt nhìn trùng động bất quy tắc vận chuyển, đó là lo lắng nói. Tiêu Viêm ánh mắt hơi ngưng, nhíu mày. Hẳn là trùng động giữa không gian đã phi thường không ổn định, từ an toàn góc độ suy xét, cha ta kiến nghị cũng không cần mạo hiểm tiến vào trong đó. Tiêu Nguyệt Ly thường xuyên ở hư vô hải trung mạo hiểm, sở gặp được tình huống cũng rất nhiều, giống nhau trùng động đều là phi thường có quy luật vận chuyển. Mà xuất hiện bất quy tắc vận chuyển, đã nói lên hoặc là trùng động xảy ra vấn đề, hoặc là chính là trùng động sau liên tiếp không gian xuất hiện vấn đề. Hai người vô luận là ai xảy ra vấn đề, tiến vào trong đó đều là một kiện tương đương mạo hiểm sự tình. Tiêu Viêm cũng do dự, tuy rằng Lôi Bách chỉ dẫn hắn tới đây, nhưng cũng không biết được qua lâu như vậy thời gian. Lôi Bách cùng Võ Thiên Du đến tục cùng còn có hay không ở trong đó cũng là một vấn đề. Nếu không ổn định, liền không có tất yếu ở mạo muội tiến vào trong đó, rốt cuộc muốn suy xét đến Không Sợ Hào thượng mọi người an nguy. Hú chi hiện tại có Tiêu Nguyệt Ly cùng Huân Nhi gia nhập, Tiêu Viêm có vẻ càng thêm cẩn thận một ít. Mặt sau truy kích mà đến phi thuyền còn đang tới gần, chúng ta phải rời khỏi vẫn là dừng lại. Đinh Duyệt nhìn sao trời la bàn, mặt sau truy kích mà đến quang điểm đang ở cực nhanh tới gần. Tiêu Nguyệt Ly đứng dậy, ánh mắt hơi ngưng, chậm rãi nói, không phải bọn họ cho chúng ta thở dốc cơ hội, mà là chúng ta cho bọn hắn cuối cùng mạng sống thời gian thôi, nếu sốt ruột chịu chết, không bằng như vậy thu bọn họ tánh mạng. Tiêu Nguyệt Ly giờ phút này trạng thái đã khôi phục tới rồi đỉnh, tựa hồ này đó địch nhân ở Tiêu Nguyệt Ly trước mặt đều không coi là cái gì, đều là ở Tiêu Nguyệt Ly đánh chết phạm vi giữa. Đối này Tiêu Viêm cũng là ánh mắt hơi ngưng, gật gật đầu, cũng chính hợp ý ta. Liên ở Tiêu Viêm cũng tính toán tạm thời dừng lại,
chờ đợi mặt sau truy kích mà đến Thiên Nhân Phủ, chuẩn bị đưa bọn họ nhất cử tiêu diệt khi Tiêu Viêm trong tay lôi bách cho Ngọc Giản bỗng nhiên xuất hiện chấn động. Tôn thượng, nơi đây phát sinh dị biến. Chớ tiến vào, chớ tiến vào. Ngọc Giản thượng truyền đến lôi bách vô cùng nôn nóng thanh âm, tựa hồ gặp vô pháp giải quyết nguy hiểm, vì tránh cho Tiêu Viêm tiến vào, nhân đây để lại truyền ra tin tức. Tiêu Viêm nghe vậy bỗng nhiên chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía vặn vẹo trùng động. Lôi bách cùng Võ Thiên Du gặp được nguy hiểm. Ánh mắt nhìn về phía vặn vẹo trùng động, Tiêu Viêm lại một lần do dự, lôi bách phát ra cảnh cáo. Nhắc nhở Tiêu Viêm trong đó nguy hiểm là bọn họ đều không thể giải quyết, nói cách khác, bọn họ đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Tiêu Viêm trong tay nắm Ngọc Giản, năm ngón tay không khỏi dùng sức nắm chặt, thấy chết mà không cứu sao. Này hiển nhiên không phải Tiêu Viêm tính cách, huống chi phía trước lôi bách cùng Võ Thiên Du ra tay mới cứu hắn. Cùng với phía sau đấu đế đại lục, như thế đại ân, Tiêu Viêm như thế nào thấy chết mà không cứu. Chúng ta được cứu trợ bọn họ, Tiêu Viêm chém đinh chặt sắt nói. Nguyệt Ly, mang theo người Huân Nhi mẫu thân rời đi nơi này, nơi đây thập phần hung hiểm, chúng ta tiến vào liền hảo. Tiêu Viêm dục muốn chi khai Tiêu Nguyệt Ly cùng Huân Nhi, bởi vì Tiêu Viêm không biết trong đó đến tột cùng là cỡ nào hung hiểm. Thế cho nên có thể làm lôi bách cùng Võ Thiên Du như vậy đứng đầu đấu thần cường giả đều bất lực, thậm chí đã làm ra hẳn phải chết quyết tâm. Mẫu thân, ngươi phải rời khỏi sao? Tiêu Nguyệt Ly nhìn về phía Huân Nhi, tuy rằng không biết kiểu gì nguy hiểm, nhưng Huân Nhi dứt khoát kiên quyết nhìn Tiêu Viêm, mắt đẹp tản ra kiên nghị. Ta nói rồi, vô luận có bao nhiêu nguy hiểm, ta đều sẽ bồi Tiêu Viêm ca ca đi xuống đi. Huân Nhi lắc lắc đầu, cự tuyệt rời đi. Nguyệt Ly, Lôi Bách cùng Võ Thiên Du hai người đều rất cường đại, bọn họ đều lâm vào nguy hiểm, trong đó hung hiểm trình độ vô pháp đánh giá. Vì mẫu thân an toàn, các ngươi vẫn là không cần tùy ta tiến vào, tin tưởng ta, ta nếu dám vào, liền có nắm chắc có thể cứu bọn họ. Tiêu Viêm nghiêm túc nói, an toàn vấn đề không thể trò đùa. Thế cho nên Tiêu Viêm tính toán một người tiến vào trong đó, không cần phải làm mọi người đều lâm vào không biết hung hiểm giữa. Lôi Bách Võ Thiên Du, này hai người ta nhận thức a, cùng ta đã giao thủ, đều là thủ hạ của ta bại tướng thôi. Nghe tới giống như còn đĩnh hảo ngoạn bộ dáng, ngược lại là muốn đi vào coi một chút, đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Tiêu Nguyệt Ly nói, Tiêu Viêm nghe vậy khóe miệng không khỏi vừa kéo. Lôi Bách cùng Võ Thiên Du thực lực đều là cửu tinh đấu thần, bày ra ra tới thực lực không thể nghi ngờ. Nhưng lệnh Tiêu Viêm không nghĩ tới chính là, này hai người thế nhưng còn cùng Tiêu Nguyệt Ly đã giao thủ, hơn nữa đều bại cho Tiêu Nguyệt Ly. Loại địa phương này đơn giản chính là có mấy cái dị giới lão quái thôi, ta phía trước cũng gặp được quá, có kinh nghiệm, nếu cha muốn cứu bọn họ. Vậy thuận tiện cứu một cứu liền hảo, mẫu thân không muốn rời đi, ta cũng không đánh yên tâm cha, chi bằng cùng tiến vào, đại gia cũng hảo đi xem cái mới mẻ. Tiêu Nguyệt Ly cười nói, Tiêu Viêm vẻ mặt nghiêm túc sự tình, tựa hồ đặt ở Tiêu Nguyệt Ly nơi này, tựa hồ hết thảy đều có vẻ có chút chuyện bé xé ra to. Nguyệt Ly, ngươi thật sự biết được, cũng không thể mạo hiểm. Tiêu Viêm nghiêm túc nhìn về phía Tiêu Nguyệt Ly hỏi. Tuy rằng không dám bảo đảm trong đó có bao nhiêu lão quái, bất quá yên tâm, cùng lắm thì ta cởi bỏ trên người băng vải, cái gì lão quái ta đều cho nó chém. Tiêu Nguyệt Ly trả lời nói, nàng trên người, trừ bỏ khuôn mặt ngoại, thân hình thượng vẫn là tràn đầy băng vải, này đó băng vải mục đích chính là phong ấn Tiêu Nguyệt Ly trong cơ thể lực lượng cường đại. Một khi giải phóng, đích xác loại này trình tự địch nhân, đều đem không hề Tiêu Nguyệt Ly nói hạ. Tiêu Viêm cũng là cảm thấy kinh hãi, dựa theo Tiêu Nguyệt Ly lời nói, nàng hiện giờ còn không phải chính mình toàn bộ thực lực. Băng vải áp chế này lực lượng, kia Tiêu Nguyệt Ly đến tục cùng có bao nhiêu cường đại. Nguyệt Ly này băng vải tác dụng là áp chế lực lượng của ngươi. Tiêu Viêm kinh nghi hỏi, Tiêu Nguyệt Ly gật gật đầu. Kia chẳng phải là, không có băng vải, thực lực của ngươi đem đạt tới bất hủ. Tiêu Viêm một đôi đại mắt tràn ngập nghi hoặc, tò mò chờ đợi Tiêu Nguyệt Ly trả lời. Dựa theo Thiên Tàng lão nhân theo như lời, hẳn là, bất quá hắn nói hiện tại ta căn bản khống chế không được cái loại này lực lượng, một khi giải phóng sẽ sinh linh đồ thán. Cho nên trăm năm mới có thể cởi bỏ một vòng băng vải, như này băng vải có hơn 1000 vòng, không biết khi nào mới có thể hoàn toàn cởi bỏ. Thật là buồn rầu. Tiêu Nguyệt Ly rầu rầu miệng, hắn thậm chí không thể tin đây là chính mình nữ nhi, cường đại đến làm hắn giận sôi. Cốc Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm, tuy rằng thiên tư hơn người, nhưng cũng vô pháp cùng Tiêu Nguyệt Ly so sánh với. Bất quá đổi cái góc độ đi tự hỏi, Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm tuy rằng vô pháp đạt tới như vậy trình tự. Nhưng so với Tiêu Nguyệt Ly tới nói, bọn họ đều không cần thừa nhận như thế gánh nặng, ít nhất tồn tại so Tiêu Nguyệt Ly tự tại nhiều. Như thế liền hảo, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nắm chặt tiến vào trong đó, để tránh đi chậm. Được đến Tiêu Nguyệt Ly như vậy vừa nói, nguyên bản Tiêu Viêm cho rằng chính mình nguyên thần phân thân là cường đại nhất át chủ bài. Hiện tại xem ra hiển nhiên không phải, Tiêu Nguyệt Ly mới là Tiêu Viêm nhất cường đại át chủ bài, thả không gì sánh nổi. Đinh Duyệt nghiêm túc gật gật đầu, lập tức đem không sợ hào phòng hộ kéo mãn, loại này bất quy tắc không gian trùng động giữa. Liền lo lắng gặp được loạn lưu, cường đại loạn lưu có thể dễ dàng xé nát hết thảy. Hơi dừng lại sau, Khổng Lồ Hải cùng Huyết Thất vốn tưởng rằng Tiêu Viêm bọn họ dừng lại cũng là kiêng kỵ tinh tịch đại giới, không tính toán tiến vào trong đó.
Huyết Thất nhìn chằm chằm trước mặt sao trời đổ, lập loè quang điểm ở ngừng một chút thời gian sau, đó là bỗng nhiên biến mất. Bọn họ thật sự đi vào? Huyết Thất kinh ngạc nói, Khổng Lồ Hải nhíu mày. Không ngại, bọn họ nhất định muốn ra tới, chúng ta bên ngoài trấn thủ, nhất định muốn đem bọn họ chốc nã quy án, bắt lấy bọn họ sau, nhất định có thể đạt được thiên nhân phủ nhớ công lớn một lần. Khổng Lồ Hải nói, ánh mắt nổi lên ánh sao, hiển nhiên đây mới là hắn chân chính mục đích nơi. Đương bốn con thích loại phi thuyền đến vặn vẹo trùng động thời điểm, Không Sợ Hào sớm đã tiến vào trong đó, bọn họ nhìn bất quy tắc trùng động. Càng là hít hà một hơi, quang cái này trùng động, liền yêu cầu nhất định dũng khí thậm chí ôm hẳn phải chết quyết tâm mới dám xâm nhập trong đó. Tiếp tục liên hệ chung quanh thực lực cường một ít linh quỷ, làm cho bọn họ nắm chặt tiếp viện, như vậy địa phương, bọn họ liền tính tiến vào, chỉ sợ cũng đãi không mất bao nhiêu thời gian. Khổng Lồ Hải ánh mắt lãnh lệ nhìn chằm chằm vặn vẹo trùng động, trên người tràn ngập sát khí, hắn cho rằng chỉ cần tăng phái cũng đủ lực lượng cường đại, liền nhất định có thể bắt lấy Tiêu Viêm một chúng. Vặn vẹo trùng động giữa, toàn bộ Không Sợ Hào kịch liệt run rẩy, vừa tiến vào vặn vẹo trùng động giữa, Không Sợ Hào liền giống như lốc xoáy chung một mảnh lá cây, căn bản vô pháp khống chế chính mình. Chỉ có thể cầu nguyện lốc xoáy không cần đem Không Sợ Hào xé nát, mọi người cũng bị lắc đầu hôn hoa mắt. Hạ Tăng Huy đã sớm ở một bên oa oa đại phun, Tiêu Nguyệt Ly thấy thế cũng là cảm thấy kỳ quái. Sớm đã tích cốc, hắn như thế nào sẽ xuất hiện nôn mửa đâu? Tiêu Nguyệt Ly cử đến kỳ quái. Đồ ăn mới là sinh mệnh chân lý, đã từng Không Sợ Hào thượng sở hữu đồng bọn ở thời điểm, chúng ta chính là có thể làm ra vô số mỹ thực, ngay cả Tiêu thiếu ăn đều nói tốt. Hạ Tăng Huy lỗ tai nhưng thật ra tiêm, nghe được Tiêu Nguyệt Ly tò mò dò hỏi, đó là lau miệng trả lời nói. Tiêu Viêm bất đắc dĩ cười khổ lắc lắc đầu, nói lên đồng bọn, không thể nghi ngờ là lại làm Tiêu Viêm xúc cảnh sinh tình, khi đó ồn ào nhốn nháo phi thuyền nội, thật sự rất là làm người hoài niệm. Nhưng vào lúc này, Không Sợ Hào đột nhiên vững vàng xuống dưới, chỉ thấy Đinh Duyệt cái trán mạo tinh mịn mồ hôi, tinh chuẩn siêu khống Không Sợ Hào chạy trong đó. Hiển nhiên, Đinh Duyệt từ trước hướng Diệt Hư Thiên Lôi khi, sở gặp được ở trên hư không gió lốc vững vàng chạy phi thuyền kia một chúng trên người hiểu rõ một ít ở gió lốc trung khống chế phi thuyền kỹ xảo. Đương nhiên, cái này trùng động gió lốc tự nhiên vô pháp cùng hư không gió lốc đánh đồng. Bất quá ở Đinh Duyệt ổn định ở phi thuyền sau, chuẩn xác khống chế phương hướng, thực mau liền từ này trùng động giữa đột phá mà ra. Tiến vào tới rồi không gian giữa Không Sợ Hào, tốc độ lập tức chậm lại xuống dưới, thành công xuyên qua trùng động, đi tới tinh tịch đại giới bên trong. Sao trời tối tăm, xuất hiện ở trước mặt mọi người lại là một mảnh phá thành mảnh nhỏ đại lục, Khổng Lồ Không Sợ Hào huyền phù tại đây trong đó có vẻ phá lệ đột ngột. Nơi này trên không tràn ngập màu tím mây mù, Tiêu Viêm linh hồn chi lực khuếch tán mở ra, chung quanh rậm rạp hơi thở lệnh Tiêu Viêm cả kinh. Xem ra chúng ta đã bị vây quanh, Tiêu Viêm chậm rãi nói, mọi người sôi nổi nhìn về phía quanh mình, ở kia màu tím mây mù bên trong, xuất hiện vô số hắc ảnh. Quanh mình xuất hiện hàng ngàn hàng vạn hắc ảnh, nhìn kỹ đi, này đó hắc ảnh giống như bóng dáng giống nhau, thân hình đều là nửa trong suốt, nhưng là thế nhưng đều tản mát ra cũng không nhược khí thế. Đương nhiên, này đó quỷ ảnh nhưng thật ra hình không thành cái gì uy hiếp, chỉ là số lượng nhiều lúc sau liền có chút phiền phức. Đem phi thuyền thu hồi tới, chúng ta giết qua đi. Tiêu Viêm nói, để tránh trong chiến đấu thương đến Không Sợ Hào, rốt cuộc đây là bọn họ hiện tại duy nhất xuyên qua hư vô hải thừa tái công cụ. Đinh Duyệt gật gật đầu, lập tức đem Không Sợ Hào thu lên. Đinh Duyệt cùng Hạ Tăng Huy thực lực vẫn là hơi yếu một ít, Tiêu Viêm vẫn là làm cho bọn họ tiến vào tới rồi không gian giới tử giữa, tránh cho xuất hiện ngoài ý muốn. Tuy rằng này đó quỷ ảnh từ đơn cái thượng xem ra cũng không tính cường, bất quá nhiều như vậy số lượng vẫn là cẩn thận một ít tương đối hảo. Hoan Nhi thực lực không tính là cường, nhưng còn ở cũng là đột phá tới rồi đấu thần, Tiêu Nguyệt Ly toàn bộ hành trình đều sẽ bảo hộ Hoan Nhi, cho nên đảo cũng không cần lo lắng Hoan Nhi an nguy. Tiêu Viêm mọi người huyền phù ở giữa không trung giữa, vô số quỷ ảnh đó là điên cuồng mãnh pháp mà đến. Biên sát biên đi phía trước, Tiêu Viêm quát, mọi người sôi nổi gật gật đầu, một tầng tầng đấu kỹ điên cuồng thi triển mà ra, trong khoảnh khắc liền đem này đó quỷ ảnh bắn cho thành dập nát. Nhưng che giả mang mọc số lượng quá nhiều trong lúc nhất thời căn bản rửa sạch không xong, chỉ có thể là một bên sát một bên đi phía trước đi. Này ngoạn ý đến tục cùng có bao nhiêu? Võ Trấn nhìn rậm rạp quỷ ảnh, tuy rằng mọi người đều ở ra sức đánh chết, bất quá tựa hồ đều không làm nên chuyện gì, hơn nữa giống như càng sát càng nhiều giống nhau. Phi thường cấp thấp sinh mệnh thể, này đó quỷ ảnh theo ta được biết tên là Thiên Huyễn Quỷ Mị. Là một loại mị thể, nếu là không diệt trừ chúng nó cơ thể mẹ, sẽ có cuồn cuộn không ngừng quỷ mị xuất hiện. Tiêu Nguyệt Ly huy động trong tay Tử Thần Chi Liêm, mỗi một lần múa may, nháy mắt là có thể hủy diệt hơn 1000 chỉ quỷ mị. Cơ thể, như thế nào tìm kiếm? Tiêu Viêm cũng là múa may Bát Hoang Huyền Trọng Xích, biển lửa cùng lôi đình điên cuồng khuếch tán, một tầng tầng quỷ mị bị tất cả diệt sát. Tới gần cơ thể mẹ sau, nếu có cường đại linh hồn chi lực là có thể cảm giác đến, này đó quỷ mị cơ thể mẹ có một loại huyễn linh cây, nghe nói có tăng lên linh hồn chi lực tác dụng. Tiêu Nguyệt Ly nói, Tiêu Viêm vừa nghe, tức khắc trong mắt nổi lên ánh sao. Linh hồn của hắn chi lực đột phá đến vực cảnh đã thời gian rất lâu, tựa hồ rốt cuộc tìm kiếm không đến tăng lên phương hướng, không biết Tiêu Nguyệt Ly lời nói huyễn linh cây hay không hữu dụng.
Tiêu Viêm lập tức làm Hạ Tăng Huy từ không gian giới tử trung ra tới, luận linh hồn chi lực. Hạ Tăng Huy vẫn là muốn so Tiêu Viêm càng cường một phân, hơn nữa đối với linh hồn chi lực khống chế, Hạ Tăng Huy cũng muốn càng thêm thuần thục. Hạ Tăng Huy, ngươi nếm thử nhìn xem có thể hay không tìm kiếm đến chúng nó cơ thể mẹ, hẳn là sẽ có khác thường dao động. Tiêu Viêm nhìn xuất hiện ở bên người Hạ Tăng Huy, đó là nói, quanh mình có mọi người ở Tiêu Diệt che giả mang mọc quỷ mị, đảo cũng không có gì nguy hiểm. Hạ Tăng Huy gật gật đầu, vực cảnh linh hồn chi lực lập tức khuếch tán mở ra, Tiêu Viêm đồng dạng cũng là tràn ra linh hồn của chính mình chi lực, hai người cùng tìm tòi quanh mình. Sau một lúc lâu lúc sau, hai người đồng thời mở hai mắt tới, nhưng hai người lại phi nhìn về phía cùng cái phương hướng, tựa hồ này cơ thể mẹ cũng không biết một đầu. Đích xác có kỳ quái hơi thở dao động, hơn nữa loại này dao động còn tương đương không ít, liền ở chúng ta chung quanh, liền có mười mấy đạo. Hạ Tăng Huy nói, thiên huyễn quỷ mị sinh sản tốc độ thực mau, hơn nữa chúng nó đều là kết bè kết đội, đánh giá này cả gia đình đều ở chỗ này. Tiêu Nguyệt Ly nói. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía liền ở khoảng cách bọn họ cách đó không xa địa phương, thân hình trực tiếp bạo lực mà ra, một thức liền hướng tới một mảnh thoạt nhìn cái gì đều không có hư không bổ qua đi, bộc phát ra một tiếng trầm vang, thật giống như Tiêu Viêm bát hoang huyền trọng xích nện ở một cục đá thượng giống nhau. Rồi sau đó chỉ thấy được một con giống như sứa giống nhau nửa trong suốt thiên huyễn quỷ mị hiển lộ ra tới. Chúng nó giấu ở hư không giữa, nếu là linh hồn chi lực không cường, thật đúng là khó có thể phát hiện chúng nó tung tích. Nhìn đến hiển lộ ra thiên huyễn quỷ mị, Tiêu Viêm lập tức ánh mắt lộ ra tàn nhẫn chi sắc, bàng bạc nguyên khí hóa thành ngọn lửa cùng lôi đình, điên cuồng dũng mãnh vào bát hoang huyền trọng xích giữa. Phệ Viêm sấm đánh thước. Tiêu Viêm gầm lên một tiếng, bát hoang huyền trọng xích đó là lôi cuốn ngọn lửa cùng lôi đình hung hăng tạp hướng về phía thiên huyễn quỷ mị. Chỉ thấy kia thiên huyễn quỷ mị phát ra một tiếng như người tiếng rít thanh, đó là oanh một tiếng nổ mạnh mở ra, hóa thành đầy trời lam tinh bọt nước. Ở kia bọt nước giữa, Tiêu Viêm trong mắt ánh sao chớp động, bởi vì hắn thấy được Tiêu Nguyệt Ly lời nói huyễn linh cây, một viên tinh màu lam như tiểu thảo giống nhau. Tiêu Viêm duỗi tay thật cẩn thận đụng vào, đưa ngón tay chạm vào huyễn linh cây một cái chớp mắt, đó là hóa thành lam quang theo Tiêu Viêm ngón tay trực tiếp dũng mãnh vào Tiêu Viêm linh hồn giữa. Một cổ mát lạnh cảm giác rót vào linh hồn, lệnh người cảm giác vô cùng thoải mái. Tiêu Viêm vui vẻ, bởi vì quả nhiên như Tiêu Nguyệt Ly lời nói, này huyễn linh cây đích xác đối linh hồn chi lực có nhất định chỗ tốt. Chẳng qua Tiêu Viêm bản thân linh hồn chi lực đã rất mạnh, hơn nữa gần chỉ là hấp thu một gốc cây, cho nên còn không có đặc biệt rõ ràng cảm giác. Tiêu Viêm tiếp tục tràn ra linh hồn chi lực, tìm kiếm trong hư không tồn tại cơ thể mẹ, quanh mình quỷ mị tuy nhiều, bất quá đều đối Tiêu Viêm tạo thành không được bất luận cái gì uy hiếp, bởi vậy Tiêu Viêm đó là tùy ý tìm kiếm cơ thể mẹ. Ở vực cảnh linh hồn chi lực càng quét hạ, cơ hồ sở hữu cơ thể mẹ vị trí đều lộ rõ, rồi sau đó Tiêu Viêm liền bắt đầu thu hoạch này đó huyễn linh châu. Một khác bên, ở Hạ Tăng Huy dưới sự chỉ dẫn, mọi người cũng tìm kiếm tới rồi cơ thể mẹ, hơn nữa đem này đánh chết. Ngắn ngủn một lát, Tiêu Viêm đó là chém giết số chỉ thiên huyễn quỷ mị, theo hấp thu huyễn linh cây. Tiêu Viêm lại là cảm giác được linh hồn của chính mình chi lực có tăng trưởng dấu hiệu, tuy rằng tăng trưởng không phải thực rõ ràng, bất quá cũng may cũng là ở tăng trưởng. Theo thiên huyễn quỷ mị cơ thể mẹ bị mọi người đánh chết, quanh mình nguyên bản mấy vạn quỷ mị, số lượng bắt đầu giảm mạnh. Cho đến đem sở hữu cơ thể mẹ toàn bộ đánh chết sạch sẽ sau, quỷ mị đó là toàn bộ biến mất không thấy. Tiêu Viêm tổng cộng chém giết gần như 20 chỉ thiên huyễn quỷ mị, vực cảnh linh hồn chi lực cũng là đạt được nhất định tăng cường. Vực cảnh linh hồn chi lực đều không phải là cực hạn, ở vực cảnh phía trên còn có càng cường trình tự. Bị người coi là hư cảnh, đạt tới hư cảnh linh hồn chi lực cường giả, cũng là cực đoan khủng bố tồn tại. Có lẽ chính diện vô pháp đánh chết đối thủ, nhưng ở cường đại linh hồn chi lực hạ, lại có thể trực tiếp đối linh hồn tạo thành vô pháp vãn hồi bị thương. Bởi vậy như không có bao nhiêu người nguyện ý đi trêu chọc linh năng giới chính là như vậy. Linh năng giới có lẽ ở nguyên khí tu luyện thượng đại đại lạc hậu với rất nhiều giới không. Có thể làm linh năng giới ở tất cả giới khâu chung sở dĩ có thể đạt được như thế cao lực chấn nhiếp, nguyên nhân chính là ỷ lại với bọn họ đối linh hồn chi lực tu luyện. Đã đạt tới đăng phong tạo cực trình tự, linh hồn chi lực đạt tới hư cảnh cường giả. Phóng nhãn toàn bộ thần hy thế giới, linh năng giới chỉ sợ bao hàm đại bộ phận. Linh năng giới giống nhau sẽ không đi trêu chọc mặt khác giới không, đương nhiên, mặt khác giới không cũng không dám dễ dàng trêu chọc linh năng giới. Nói ngắn lại, nếu là đem linh hồn chi lực tu luyện tới rồi nhất định trình tự, cũng là một loại tương đương khủng bố lực lượng, đồng dạng có được cũng đủ lực chấn nhiếp. Bất quá đối với hiện giờ Tiêu Viêm tới nói, vực cảnh linh hồn chi lực muốn đột phá đến hư cảnh, chỉ sợ khó khăn trình độ không thua gì thực lực cảnh giới đột phá đến bất hủ. Tiêu Viêm ở linh hồn chi lực tu luyện thượng tuy rằng cũng có thiên phú, bất quá tăng lên linh hồn chi lực phương thức phương pháp lại là thập phần hữu hạn, không bằng nguyên khí như vậy sinh sản tới rồi chân chính đỉnh. Ở linh hồn chi lực tu luyện phát ra triển trình tự tới xem, có thể đột phá đến hư cảnh thật sự là có được tuyệt đối thiên phú mới có thể đạt tới như vậy vô pháp tưởng tượng nông nỗi. Bởi vậy Tiêu Viêm tuy rằng hấp thu 20 chỉ huyễn linh cây, nhưng đối với vực cảnh linh hồn chi lực tăng lên như cũ cực nhỏ, khoảng cách hư cảnh càng là xa xôi không thể với tới. Bất quá có thể có điều hiệu quả, Tiêu Viêm đã cảm thấy mỹ mãn, rốt cuộc này đều thuộc về thu hoạch ngoài ý muốn, quan trọng nhất vẫn là muốn tìm kiếm đến Lôi Bách cùng Võ Thiên Du.
Ở Tiêu Diệt Rớt sở hữu Thiên Huyễn Quỷ Mị sau, Tiêu Viêm mang theo đội ngũ tiếp tục về phía trước, trước mặt là phá thành mảnh nhỏ đại lục. Giống như phiêu phù ở Hải Dương thượng đảo nhỏ giống nhau, bởi vì không hiểu được Lôi Bách cùng Võ Thiên Du nơi, bởi vậy Tiêu Viêm cũng không có trời cao phi hành, mà là hạ thấp phi hành độ cao, ở này đó rách nát đại lục dựa ý đồ tìm kiếm tới rồi Lôi Bách cùng Võ Thiên Du tung tích. Liên tục xuyên qua mười mấy khối rách nát đại lục, này đó đại lục diện tích có lớn có bé, mà ở này đó rách nát trên đại lục còn có thể nhìn đến một ít đánh nhau quá dấu vết, trong đó càng là có không ít Tiêu Viêm không quen biết sinh vật thi hài. Xem khởi thi hài hư thối trình độ, hẳn là mới vừa bị đánh chết không có quá khứ bao lâu. Dọc theo đường đi vẫn chưa thấy có mặt khác địch nhân, không biết nơi này có phải hay không bị Lôi Bách cùng Võ Thiên Du rửa sạch không sai biệt lắm, vẫn là tồn tại với nơi này cường đại chi vật, trốn tránh lên, vẫn là hội tụ ở nơi nào đó. Tiêu Viêm nhíu mày, tiến vào nơi này sau, không còn có được đến Lôi Bách tin tức, bởi vậy cũng không biết Lôi Bách cùng Võ Thiên Du hiện giờ đến tục cùng là cái gì trạng huống. Đến tục cùng đã xảy ra cái gì, Lôi Bách mới dặn dò Tiêu Viêm không cần tiến vào nơi này. Phi hành bên trong, Tiêu Nguyệt Ly đánh giá bốn phía, dựa theo nàng hiểu biết, chậm rãi mở miệng nói, này đó ma đầu nếu ta không đoán sai nói, hẳn là xuất từ quá hư thế giới Tây, đều là nhân tạo ma vật, ta nghe Thiên Tàng Vương lão nhân nói qua. Bọn họ ở tài nguyên sung túc dưới tình huống, phi thường giỏi về chế tạo ma vật, chiến lực kinh người, thả số lượng cũng tương đương kinh người. Quá hư thế giới, Tiêu Viêm nghe vậy đột nhiên cả kinh, bởi vì quá hư thế giới đúng là vạn năm lúc sau muốn xâm lấn thần hy thế giới chi nhất, như thế nào sẽ trước tiên xuất hiện ở nơi này. Bất quá xem nơi này bộ dáng, hẳn là viễn cổ thời kỳ tàn lưu xuống dưới, theo lý mà nói loại địa phương này hẳn là sẽ không có cái gì quá lớn uy hiếp. Lôi Bách cùng Võ Thiên Du đều là cửu tinh đấu thần đỉnh, thực lực của bọn họ thanh trừ nơi này nghĩ đến là không có gì vấn đề, như thế nào sẽ gặp được nguy hiểm đâu. Tiêu Nguyệt Ly lẩm bẩm nói, mọi người nhìn quét quanh mình, thực mau liền tới rồi trung ương đại lục, nơi này tựa hồ là duy nhất tương đối hoàn chỉnh đại lục. Hướng tới phương xa đánh giá mà đi, một tầng rậm rạp thân ảnh huyền phù ở giữa không trung, trên mặt đất cũng là thật dày một tầng thân ảnh, vô số kể. Chúng nó tựa hồ ở quay chung quanh cái gì, bộc phát ra từng đạo tiếng giống giận, đinh tai nhức óc. Tiêu Viêm mọi người dần dần tới gần, đó là phát hiện, này đó tựa người thân ảnh đều không phải là người, mà là toàn thân đen nhánh sau lưng sinh trưởng hai cánh, càng là một ngụm răng nanh như hung thú ma đầu. Ma đầu số lượng tương đương chi kinh người, hơn nữa trừ bỏ hình người ma đầu ngoại, còn có một ít khổng lồ ma vật, gần như trăm trượng thân ảnh, mênh mông cuồn cuộn, số lượng ít nhất có trăm vạn nhiều. Nói cách khác, phía trước nhìn đến những cái đó rách nát trên đại lục thi hài, chẳng qua là băng sơn một góc. Sở dĩ không có nhìn đến mặt khác ma vật nguyên nhân là chúng nó toàn bộ đều hội tụ ở này trung ương đại lục giữa tới. Chúng nó múa may trong tay vũ khí, cao giọng hò hét, tựa hồ ở chúc mừng cái gì. Tiêu Viêm cùng Hạ Tăng Huy vực cảnh linh hồn chi lực đem mọi người bao phủ trong đó, dần dần tới gần mà đến. Theo dần dần tới gần sau, đó là nhìn đến này đó ma đầu ma vật quay chung quanh trung ương nhất, có hai căn cao lớn ma trụ. Mà ở này ma trụ thượng buộc chặt lưỡng đạo thân ảnh, tựa hồ mất đi ý thức, ngay cả bọn họ đôi mắt đều biến thành cùng ma đầu giống nhau mắt đỏ. Ở kia hai sườn, có hai đầu thật lớn ma vật, trong miệng không ngừng phun ra ma tức, tựa hồ muốn đem ma trụ thượng thân ảnh hoàn toàn cũng biến thành ma đầu. Lôi Bách, Võ Thiên Du. Đang xem rõ ràng ma trụ thượng thân ảnh sau, Tiêu Viêm đó là kinh nghi nói, xem bọn họ bộ dáng đang ở bị chuyển hóa. Chỉ sợ lại đến muộn một ít, Lôi Bách cùng Võ Thiên Du liền sẽ thật sự trở thành này đông đảo ma đầu chung một viên. Không đợi Tiêu Viêm nói chuyện, Tiêu Nguyệt Ly thân hình trực tiếp lao ra, trong tay tử thần chi liêm không có chút nào thương hại. Đột nhiên vung lên, hắc quang kích động mà ra, tảng lớn ma đầu nháy mắt bị cắt thành hai đoạn. Cô nàng này, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tựa hồ ở Tiêu Nguyệt Ly trước mặt, căn bản là không có sợ hãi hai chữ đáng nói, địch nhân số lượng nhiều ít nàng cũng không để ý. Thật sự là thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật. Thình lình xảy ra biến cố, lập tức lệnh vô số ma đầu phản ứng lại đây, cùng với gầm lên giận dữ. Sở hữu phía trước hoan hô ma đầu toàn bộ nhìn chăm chú lại đây, ánh mắt ngưng tụ ở Tiêu Nguyệt Ly trên người. Đương nhiên, cùng lúc đó cũng ngưng tụ ở Tiêu Viêm một chúng trên người. Huân Nhi, ngươi cùng Hạ Tăng Huy tạm thời đến không gian giới tử trung tránh né một chút, như vậy chiến đấu đã vượt qua các ngươi thực lực phạm vi. Tiêu Viêm nhìn về phía Huân Nhi nghiêm túc nói, không biết có phải hay không bởi vì nơi này tài nguyên hữu hạn này. Đó ma đầu thực lực cũng không cường, nhưng như cũ là khổng lồ số lượng hạ, cũng là một kiện tương đương khó giải quyết sự tình. Huân Nhi gật gật đầu, loại này thời điểm nàng sẽ không tùy hứng, nghe theo Tiêu Viêm an bài chính là lớn nhất trợ giúp. Rồi sau đó, Huân Nhi cùng Hạ Tăng Huy đều tiến vào tới rồi không gian giới tử giữa trăm vạn ma đầu. Động tác nhất trí, ánh mắt hướng tới mọi người nhìn qua thời điểm, loại này xâm hàn ánh mắt lệnh người không rét mà run. Đến đây thì cũng khép lại phần 7 tập 42 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.